Chuyển sang các phần tin khác, chiều ngày 10 tháng 3, Công an huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện gần 30 kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển huyện đảo Lý Sơn. Trước đó, ông Nguyễn Văn Được, 32 tuổi ở thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, đến công an huyện trình báo và giao nộp hai gói bọc ni lông nặng khoảng 2,2 kg nghi là ma túy phát hiện được trong lúc đi bắt ốc tại bờ biển phía đông bắc khu vực cột mốc A10. Sau đó, hơn 20 cán bộ chiến sĩ công an huyện đã đi dọc biển tìm số ma túy còn lại và phát hiện một bao da màu đen bên trong có 22 gói được bọc rất cẩn thận nghi là ma túy nặng 26 kg.